โอ้โหบัตรของน้องดังหูมาคอมวิทกลัวโดนมาบอลลิ้นครับเงินนะครับคอมเหตุวิทย์ละกลัวโดนบอลครับเงินนะครับบัตรในกระบาดตอนเครื่องเมาซักเข้ามาไปเจอไฟลำซาวต้าเดี๋ยวควรมีเสียงทุกของน้องใหญ่ของน้องเอ้ยของน้องเอ้ยใหญ่ดีกลัวนะบอลครับเงินของน้องเดี๋ยวเกี้ยใช่แต่เช้าเหรอแต่เช้ากลัวโดนแรงมาบอลลิ้นเงินของน้องพัชเจอเหรอบัตรลำซาวต้าของน้องเจอแล้วว้าลำซาวไปเจอได้thế khủng long gọi điện cho bác sĩ đi nhưng mà bây giờ khủng long ngồi lên cũng được không bây giờ khủng long ngồi lên là nó cắn khủng long bây giờ đó sợ quá điện thoại đâu rồi điện thoại đâu rồi gọi điện cho bác sĩ đô la bố chào bác sĩ đô la chào bố bác sĩ đô la đang làm gì đó nghỉ à bác sĩ đô la đang ngồi nghỉ hả thế bác sĩ đô la sáng giờ khám cho nhiều bệnh nhân không Ồ, thế hôm nay chủ nhật là vắng khách hả? Ồ, có chuông điện thoại kìa bác sĩ Đô La. Nghe máy đi, alo đi. Bác sĩ Đô La ơi, cua nó bò lên khắp người khủng long rồi. Bác sĩ Đô La tới giúp bắt cua cho khủng long nha. Oh my god. Con bò lên rồi hả? Ok, tôi tới ngay. Ồ, bác sĩ đến rồi kìa khủng long. Là bác sĩ Đô La. À, bác sĩ Đô La ơi, cua bò lên khắp người của khủng long rồi. Bây giờ bác sĩ Đô La bắt những con cua đó xuống đi, rồi khám bệnh cho khủng long đi, bác sĩ Đô La. Bác sĩ ơi, khủng long sợ lắm. Bác sĩ có một con sắp bò lên khủng mặt khủng long rồi. Nhanh kìa, không thì nó cắn. Bây giờ bác sĩ Đô La bắt cua xuống cho khủng long rồi đã. Đây đây. Sợ quá, sợ quá. Đấy, con cua màu gì đó bác sĩ? Màu đen hả? Rồi con cua màu gì nữa? Khủng long cắn đường. À, khủng long cắn hả? Nó cắn khủng long bây giờ đó. Bác sĩ Đô La bắt nhanh lên. Một con cua màu đỏ hung dữ quá, cắn to khổng lồ luôn. Rồi con cua màu gì nữa? Oh my god. Con cua màu gì đó? Cẩn thận không gì nó cắn khủng long đó nha. Đúng rồi, bắt nó xì, mắt được bắt nó xuống. Khủng long sợ lắm, bác sĩ đừng làm thế nha. À, màu cam đúng không? Có màu hồng chứ. Ừ. Nghe lên. Sợ quá, sợ quá. Đưa giúp nha. Rồi kìa, đây các bạn. Một con cua màu hồng. Rồi con cầm đi, nhanh lên. Bắt xuống cho khủng long, nó cắn khủng long bây giờ. Wow, một con cua màu gì đó nữa. À, một con cua màu xanh. Khủng long sợ lắm á. Khủng long sợ lắm. Khủng long cắn được tất cả mọi thứ mà cắn được con người cắn được. À, khủng long nó cắn được con cua nhưng mà nó con cua bây giờ nó đang tấn công khủng long đó. Hung dữ lắm bác sĩ ơi. Đó. Bắt con nó cua này đi. Lắm nè. Đúng rồi. Đi, 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 đi. Ừ, con cua màu đỏ cái cá to khổng lồ luôn này. Nhanh kìa, nó cắn tay kìa. Nó cắn tay khủng long nhé. Cảm ơn bác sĩ nha. Sợ quá. Xem nữa nó cắn tay khủng long mất tiêu rồi á. Ủa, một con cua màu xanh nữa này. To quá. Trời ơi. Con cua này ghê quá bác sĩ ơi. Con cua này nó ị luôn lên người khủng long luôn á. Ghê quá. Khủng long ghê quá trời luôn nè. Bác sĩ ơi, nhanh lên. Hai con này nó sắp cắn khủng long rồi. Nhanh lên. Con cua màu xanh á. Sao ngủ ở đây, về nhà mà ngủ không? Ừ, đúng rồi, bữa sau là phải về nhà ngủ chứ không được ngủ ngoài trời như thế này. Ngủ bụi, ngủ bờ ngoài là... Ngoài trời là con kiến nó thấy cua là gọi... Cua... Kiến nó gọi cua cắn khủng long. Ừ, đúng rồi, không được... Đó. Đúng rồi, không được ngủ ngoài trời. Nếu không là kiến nó thấy bảo... Là kiến bảo cua đến tấn công khủng long đúng không? Đúng rồi. Bữa sau là phải về nhà ngủ cho ngon nhá. Xong chưa bác sĩ, còn không bác sĩ? Trên mặt, trên đầu còn không? Không. Bác sĩ tìm xem có con nào nữa không? Hết rồi. Hết rồi. Bây giờ bác sĩ Đô La mở hộp khám bệnh đi. Tiêm cho khủng long một mũi thuốc kháng sinh nhá. Vì cua là sống ở vùng đầm lầy đó, nó nhiều vi khuẩn lắm, nên phải khám bệnh cho khủng long.
Được rồi, bây giờ tiêm cho khủng long một mũi tiêm nhá. Không sao. Ê, bây giờ lấy cái tiêm này đi con. Đúng rồi. Bây giờ bơm thuốc. Tiêm ở trên mà. Đâu? Tiêm tay á. Đúng rồi, mình bơm thuốc đi. Rồi, bơm thuốc. Rồi, xong chưa? Đưa tay. Tiêm nhẹ thôi nha, không khủng long đâu. Nhưng mà cái tiêm này nó tiêm mạnh lắm. Tiêm mạnh lắm à? Đúng rồi, tiêm tay đau. Đau quá. Bây giờ bác sĩ Đô La khám bệnh cho khủng long đi, khám từ giờ đầu gối đó, vì đầu gối là nãy mấy con cua nó bò đó. Thì bác sĩ nghe đi. Rồi, nghe lên. Chưa đeo lên tai. Chưa đeo lên tai hả? Rồi. Rồi, bác sĩ nghe đi. Rồi, nghe lên. Nghe trên bụng xem sao. Dưới chân không sao rồi. Con cua nào trong bụng không? Rồi lên lên. Có một con vi khuẩn. Tôi thấy một cục trong bụng, bác sĩ xem có gì trong bụng không? Xem rồi. À, có gì không? Không hả? Có chứ. Nhưng mà có một con vi khuẩn nó đang ở trong. À, nó đang ở trong bụng đúng không? Bây giờ mình phát thuốc cho khủng long đi, để khủng long về tắm rửa sạch sẽ, không gì nó vi khuẩn nó tấn công bằng khủng long bây giờ đó. Về uống thuốc theo hướng dẫn nha. Thôi cảm ơn bác sĩ Đô La nha. Bữa sau không được ngủ ngoài trời như thế này nữa nha bạn khủng long. Yeah. Ngủ thế này nguy hiểm lắm nha. Yeah.